Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Tomo Mobile. Thì hôm nay mình sẽ không làm game kit ạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về thủ thuật Android. Thì để đến với chủ đề, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn top 3 ứng dụng quay màn hình ngon bộ rẻ. Rồi, let's go. Thì ở trên Google Play của Android ấy, thì mình cũng không quảng cáo đâu nha. Là những cái ứng dụng mà được nhiều người dùng nhất. Thứ nhất, thứ hai là những cái ứng dụng này được mình tuyển chọn lọc rất chi là kỹ càng để đem đến cho các bạn. Các bạn gõ quay màn hình ở vị trí đề cử đầu tiên sẽ là MoviGen. Thì MoviGen là một ứng dụng quay màn hình mà tất cả các người YouTuber đấy cũng đều làm, cũng đều cài đặt ứng dụng này. Thì làm sao mình lại chọn ứng dụng này? Vì ứng dụng MoviGen này, các bạn nhìn thấy chữ này chưa? Lựa chọn của biên tập viên đấy. Thì ứng dụng này là một ứng dụng rất chi là nổi bật, các bạn. Thì ứng dụng quay rất chi là ngon, được các bạn. Đó. Được đa số rất nhiều người tin cậy. Rồi, bỏ qua MoviGen, chúng ta sẽ đến với phần mềm thứ hai. Phần mềm này là trước tên là Du gì ấy. Để sau nhà ta sẽ chuyển đổi tên thành VGCode. Đó, đây, phần mềm quay màn hình. Thì đến với đề cử phần mềm này thì lượt tải xuống rất chi nhiều nha các bạn. Các bạn nhìn ra 10 triệu người tải xuống, 46 triệu sao đánh giá nha. Đây thì đề cử cho cái ứng dụng này, mình sẽ đặt cho nó lên thành top 2. Vì ứng dụng này ngoài quay màn hình, bạn có thể phát được trực tiếp. Đó, phát trực tiếp và độ phân giải nó rất chi là cao các bạn. Đó. Ngoài ra thì phần mềm này thì cũng như MoviGen ấy, còn có một bên chuyên biệt có nên là biên tập video đấy, trực tiếp trên phần mềm quay màn hình cũng rất chơi ngon. Đó, có phần mềm biên tập cả ghi âm và chụp màn hình. Rồi, xong. Ở vị trí đề cử thứ ba, mình xin được chọn và bình luận là AZ Screen. Đây. Thì ở cái phần mềm này ấy, thì quay, khi chúng ta quay sẽ không hiển thị cái logo như này. Rất chi là hiện đại và ngon các bạn. Đó. Thì ngoài ra còn có cả biên tập video cắt ghép chính trên quay màn hình. Rồi, ngoài ra thì phần mềm này sẽ chỉnh sửa được theo cái góc của màn hình ấy, xoay ngang hoặc là dựng dọc theo yêu cầu của mình. Tiếp theo, bây giờ mình đấy, đó chính là ba thứ mà ba ứng dụng nổi bật nhất mà mình xin được hướng dẫn cho các bạn về top 3 quay màn hình ngon lành. Đề cử thứ tư đấy là cái đề cử ngoài lề này mình thôi,
Mình đề cử ngoài này đâu, mình mới tìm ra được cái phần mềm quay màn hình này ngon. Đây là chính là phần mềm quay màn hình cao cấp nha các bạn. Phần mềm này cực kỳ ngon và xịn sò các bạn. Đó thì ở phần mềm này cũng giống như bao phần mềm quay màn hình khác, cũng quay phim, ghi màn hình, chụp ảnh rồi biên tập. Mà để có được cái phần mềm này mình xin giới thiệu nhé. Thì phần mềm này nó có một cái chiếc bút lông này các bạn, nó có một chiếc bút lông nhỏ nhỏ này, các bạn có thể tô vẽ và sửa chữa sửa chữa nền cho video đẹp theo nhu cầu của chúng mình đó. Thì phần mềm này cũng ngon thôi các bạn, mình mới tìm tìm thấy. Thì sau đây là top 3 quay màn hình ngon bổ rẻ xịn sò cho các bạn. Xin chào các bạn.